thực phẩm bảo vệ sức khỏe Anvitin hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Phúc Ngân xin mến chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vui khỏe cùng con, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng Avitin thuộc tập đoàn Ergo đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay Phúc Ngân rất là vui khi được gặp gỡ và đồng hành cùng với bác sĩ Duy. Xin chào Phúc Ngân. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Vui khỏe cùng con trên HTV9. Mình là bác sĩ Duy, hiện đang công tác tại phòng khám dị ứng bệnh lâm sàng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề nổi bề đai ở trẻ em. Và thưa bác sĩ, hiện tại thì có rất là nhiều mẹ gửi câu hỏi về chương trình của chúng ta. Và trong đó có một mẹ thì hỏi rằng là con em năm nay được 5 tuổi rồi, và cháu thì hay bị dị ứng nổi bề đai, gây ngứa ngáy khó chịu, nổi mụn trên da. Thì không biết đó là biểu hiện của bệnh lý gì hả bác sĩ? Người ta nghiên cứu thấy là 20% dân số trên thế giới là ít nhất một lần nổi mề đai trong đời. Thì mề đai là một cái tình trạng ngứa da và nổi những cái sẩn hay là những cái mảng màu hồng, đỏ trên da. Và nó rất là dễ nhầm lẫn với những cái bệnh lý khác, ví dụ như là viêm da cơ địa, ví dụ như rơm sảy hay là nấm da hay thậm chí là ghẻ. Nhưng mà cái cách để chúng ta phân biệt được cái mày đay với những cái bệnh lý da khác đó là những cái vết đỏ trên da, những cái sẩn mảng hồng ban đó nổi trên da, nhưng mà nó sẽ lặn mất đi trong vòng vài tiếng cho đến tối đa là 24 tiếng đồng hồ. Là nó sẽ lặn mất đi và không để lại một cái dấu vết gì trên da. Và cái triệu chứng xuất hiện cùng với lại những cái sẩn mảng hồng ban đó là triệu chứng ngứa, rất là ngứa. Cho nên là nếu như các ông bố bà mẹ thấy rằng con mình đột ngột nổi những cái nốt đỏ, những cái mảng đỏ trên da, bé than ngứa và một chút xíu nó lặn đi, có thể là do mình uống thuốc hoặc là không, nhưng mà tự nhiên nó lặn đi và không để lại một cái dấu vết gì trên da, thì đó rất có thể là một tình trạng nổi mề đay. Vậy thì những nguyên nhân nào gây ra nổi mề đay ở trẻ em hả bác sĩ? Mề đay ở trẻ em cũng như ở người lớn, người ta chia thành hai cái loại. Mề đay cấp tính và mề đay mạn tính. Cấp tính có nghĩa là nó nổi trong một thời gian ngắn thôi, còn mạn tính là nó kéo dài. Thì cái thời gian nào người ta gọi là cấp tính, thời gian nào người ta gọi là mạn tính? Thì mày đây cấp tính là những cái nốt hồng ban, sẩn hồng ban nó nổi kéo dài dưới 6 tuần. Còn nếu như cái tình trạng mày đây lặp đi lặp lại từ 6 tuần trở lên đó thì người ta gọi là mày đây mạn tính. Cấp tính và mạn tính nó sẽ có những cái nguyên nhân khác nhau. Đại đa số những trường hợp mày đây cấp tính thường nó không có nguyên nhân gì hết. Nếu em bé mới nổi 1-2 ngày thôi, mình đi khám và mình có thể được điều trị và mình cũng chưa cần làm xét nghiệm gì cả. Còn nếu như tình trạng mày đây mà nổi từ 6 tuần trở lên thì thường nó sẽ có những cái nguyên nhân. Nguyên nhân có thể là bị dị ứng với một loại thực phẩm nào đó mà em bé dùng mỗi ngày, hoặc là có thể là do em bé bị nhiễm trùng, bị một cái tình trạng nhiễm trùng, nhiễm vi khuẩn, virus gì đó kéo dài mà mình chưa biết được đó là cái gì. Thứ ba nữa là có thể em bé bị nhiễm ký sinh trùng, ký sinh trùng đường ruột, hoặc là nhiễm những cái con ký sinh trùng ở chỗ khác nó nhiễm lên người mình. Rồi có thể là em bé bị một cái tình trạng là mày đây mạn tính vô căn. Mà cái vô căn này nó cũng chiếm khá là nhiều trong dân số, tức là mình không tìm ra được một cái nguyên nhân gì hết. Em bé có tình trạng mày đây cấp tính thì có thể là mình chỉ điều trị một thời gian ngắn và mình theo dõi thôi. Nếu như từ 6 tuần trở lên là mày đây mạn tính thì mình cần phải làm thêm những cái xét nghiệm để mình tìm cái nguyên nhân xem là cái mày đây đó do nguyên nhân gì. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Và những biểu hiện của nổi mề đay để mà tất cả các mẹ biết được đó là những biểu hiện gì hả bác sĩ? Nếu như mà em bé của mình đột ngột nổi những cái sẩn hay những cái mảng hồng ban và ngứa trên da, và trong vòng vài tiếng đồng hồ nó lặn đi và không để lại dấu vết, thì đó là những cái triệu chứng gợi ý cho một tình trạng mề đay. Còn nếu mình thấy những cái nổi đỏ đỏ lên xong nó lặn đi, mặc dù nó hết đỏ nhưng nó vẫn còn đầy những cái vết sần ở trên da, hoặc là những cái vùng da mà tăng sắc tố, mình hay gọi là nó bị thâm lại đó, thì cái tình trạng đó nó ít khi nào là mày đây lắm, mà nó có thể là một tình trạng bệnh lý da khác mà mình cần phải tìm thêm cái nguyên nhân đó là cái gì. Những biểu hiện nặng nhất của nổi mề đay nếu như mà không điều trị kịp thời thì nó sẽ có những cái điều gì nguy hiểm không hả bác? Câu hỏi của Ngân rất là quan trọng. Tại vì tình trạng mề đay nó có thể chỉ là nổi mề đay thôi. Tuy nhiên nó có thể nằm trong một cái bệnh cảnh nguy hiểm hơn mà mình hay nghe nói tới, đó là phản vệ và sốc phản vệ. Thì khi nào em bé rơi vào phản vệ và sốc phản vệ thì khi mà em bé ngoài cái chuyện nổi mề đay, nó có thêm một cái triệu chứng ở một cái cơ quan khác, ví dụ như hô hấp, có thể là hô hấp, có thể là tiêu hóa, có thể là tim mạch. Ví dụ như em bé vừa nổi mề đay mà lại vừa khó thở, khò khè, hoặc là em bé vừa nổi mề đay mà vừa nôn ói, vừa than đau bụng, hoặc là tất cả luôn, vừa nổi mề đay, vừa khó thở, vừa nôn ói, vừa đau bụng, vừa tiêu chảy luôn, thì đó là tình trạng phản vệ. Còn nếu như em bé nổi mề đay và thêm cái tụt huyết áp, tím tái, ngất xỉu thì nó rất có thể là sốc phản vệ. Thì nếu như chỉ nổi mề đay đơn thuần
thì nó chỉ có thể là mày đay. Nhưng nếu mày đay cộng với triệu chứng ở một cái cơ quan nào đó thì mình phải xử lý khẩn cấp nha. Mình phải nghĩ tới đây là một tình trạng dị ứng nặng và có thể diễn tiến tới phản vệ hay sốc phản vệ, và mình phải cấp cứu em bé. Khi mà trẻ bị nổi bề đay thì các mẹ sẽ rất là lo lắng và thông thường chưa có đi bác sĩ đâu, mà là sẽ tự ý mua thuốc về nhà bôi tại chỗ cho bé. Vậy thì bác sĩ có những lời khuyên nào cho mẹ trong lúc này ạ? Thì đúng là thấy con mình tự nhiên cái nó hay ngứa rồi nó nổi tùm lum khắp người thì ai cũng lo lắng hết. Thì nếu như mình nghĩ là em bé đang bị tình trạng nổi mề đay đó, thì cái cách mình làm cho con mình lúc đó là mình cho em bé uống những cái loại thuốc kháng histamine mà không cần kê toa ở trên thị trường tùy theo lứa tuổi. Thực ra thì mình cũng không cần bôi gì đâu, tại vì bôi nó sẽ không làm hết cái tình trạng mề đay. Nếu như mình để không á, mình để mình theo dõi mình quan sát thì mề đay nó cũng sẽ có thể tự lặn đi trong vòng vài chục phút hay là vài tiếng đồng hồ. Tuy nhiên là trong cái thời gian đó có thể nó diễn tiến nặng lên, hoặc là nó sẽ làm bé quá ngứa ngáy khó chịu, thì tại thời điểm đó mình có thể cho em bé uống một số cái loại thuốc kháng histamine mà không cần kê toa, mà các dược sĩ có thể bán cho mình. Ví dụ như là mình có desloratadine, ví dụ như mình có cetirizine, là hai cái loại mà em bé thường có thể được sử dụng nhiều nhất. Thì mình có thể đến dược sĩ, hoặc là trong nhà mình có sẵn những cái loại thuốc đó thì mình có thể cho em bé uống. Nếu như mà trong vòng 20-30 phút sau tình trạng mề đay nó có thuyên giảm đó, thì mình vẫn tiếp tục ở nhà theo dõi. Còn nếu như tình trạng mà mề đay nó càng ngày càng nhiều hơn, mình mặc dù mình đã uống thuốc rồi nhưng sau 30 phút nó vẫn không giảm, hoặc là em bé có thêm những cái triệu chứng khác, ví dụ như khò khè, khó thở, nôn ói, đau bụng đó, thì mình phải đưa em bé tới bệnh viện ngay lập tức. Là những bé mà sống chung với ông bà đó thì thông thường khi mà bị nổi bề đay thì thường thì sẽ nấu những cái lá để xông cho bé ở nhà đắp lên trên những cái bề đay đó. Như thế thì bác sĩ có cái lời khuyên gì không ạ? Mày đây mình để đợi vài tiếng đồng hồ, maximum một ngày là nó tự lặn đi hết, không để lại dấu vết, nhưng nó sẽ có thể nổi lại. Ví dụ như nó 3 tiếng sau nó lặn đi, xong vài tiếng sau nó nổi lại, rồi nó lại lặn, rồi nó lại nổi, mỗi lần nổi một cái chỗ khác, đó là cái tính chất của mày đây. Cho nên là bây giờ nhiều khi mình tắm cho nó một cái loại lá đó, mình thấy nó xẹp xuống. Nhưng mà đó là tình cờ của mày đây, tự nó xẹp xuống thôi, cái mình nghĩ là do lá đó làm nó xẹp. Cái lần sau đó nổi lên mình lại tắm tiếp thì nó lại xẹp xuống, mình nghĩ là do cái lá đó làm cho mày đây xẹp. Nhưng mà đối với mày đây, cho dù mình đắp, mình bôi, mình tắm bằng bất cứ loại gì thì nó cũng không phải là cái phương thuốc điều trị mày đây. Điều trị mày đây hiện tại tới điểm bây giờ á, cái thuốc quan trọng nhất để điều trị mày đây là thuốc kháng histamine. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Anvitin hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Bác ơi, thì trong suốt quá trình điều trị á, thì bác có thể chia sẻ những câu chuyện nào bác ấn tượng nhất đối với cái bệnh lý nổi bề đay này được không ạ? Nói về mày đây đó nha, thì nó vừa dễ lại vừa khó. Nó dễ là chỗ nào? Mình chẩn đoán rất dễ, triệu chứng lâm sàng rất rõ ràng, điều trị cũng dễ, cho kháng histamine thì nó lặn đi. Nhưng cái khó là nếu mà em bé làm mày đây mãn tính từ 6 tuần trở lên đó, thì cái khó là mình rất là khó để trị dứt cho nó nếu mình không tìm được nguyên nhân. Mình uống kháng histamine thì ngày đó nó không nổi, ngày hôm sau mình uống tiếp nó lại không nổi, nhưng mà khi mình ngưng thuốc thì nó bắt đầu nổi lại. Và cái làm cho bà mẹ ông bố lo lắng nhất là tại sao con mình bị hoài, không biết có bị bệnh gì nặng lắm không, nguy hiểm lắm không. Rất là nhiều những trường hợp ông bố bà mẹ tới rất căng thẳng vì cái chuyện đó. Có một cái nguyên nhân mà ông bố bà mẹ ít nghĩ tới đó là dị ứng với lại đạm sữa bò, một trong những nguyên nhân nha. Vì nó diễn tiến âm thầm và nó em bé là ngày nào cũng uống sữa, nên là nếu nó dị ứng với lại đạm sữa bò thì ngày nào nó cũng nổi mề đay. Nhưng mà cái dị ứng đạm sữa bò là ít được nghĩ tới nhiều nhất. Thì nhiều khi mình xét nghiệm nó lại ra, mà đôi khi xét nghiệm nó cũng không ra luôn, tức là mình không thấy dị ứng với sữa bò gì hết. Nhưng mà khi mình cho em bé ngưng sữa bò một thời gian sau 2 tuần 4 tuần thì nó lại thuyên giảm mề đay, và khi cho bé uống lại thì nó lại nổi trở lại. Đó là một trong những cái tình huống cũng là khá thường gặp. Và tình huống thứ hai là mày đay mãn tính vô căn, bây giờ mình gọi là mày đay mãn tính tự phát đó, tức là không có một nguyên nhân gì hết, cho dù đi xét nghiệm hết, xét nghiệm máu, xét nghiệm gì này kia vẫn không tìm ra nguyên nhân. Và những trường hợp đó cái quan trọng nhất là phải làm cái mình dùng kháng histamine để điều trị triệu chứng rồi, và mình phải làm sao tư vấn cho bố bà mẹ là kiên nhẫn và chờ đợi, tại vì nó có thể tự thuyên giảm sau, có thể là sau 6 tháng, sau 1 năm tự nó sẽ thuyên giảm từ từ, và trong thời gian đó mình sẽ có thể phải sử dụng thuốc kháng histamine mỗi ngày hoặc là cách ngày để kiểm soát triệu chứng, tại trường hợp đó mình không tìm được nguyên nhân để mình điều trị. Mình có cái cách nào để phòng tránh cái bệnh nổi bề đay này không bác? Mày đây thì khó có thể phòng tránh tại vì nó là một cái bệnh lý mà nó chợt đến rồi nó lại chợt đi. Chủ yếu là khi đã bị rồi thì mình cần làm gì, mình nó cần kiêng khem không? Rất nhiều bà mẹ, bố bà mẹ thấy con nổi bề đay là bắt đầu kiêng kiêng tất cả mọi thứ trên đời, chỉ ăn thịt heo, cá đồng, rau xanh thôi. Đôi lúc cái mày đây đó nó không liên quan tới nguyên nhân dị ứng đâu. Nó có thể do nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng, nó có thể do tự phát nữa. Nên là cái việc kiêng khem nó không đem lại cái hiệu quả trong cái việc điều trị mày đây, trừ phi mình tìm ra được một nguyên nhân dị ứng nào đó, ví dụ dị ứng sữa bò thì mình chỉ kiêng đúng cái món đó thôi.
thì nổi mày đây mình vẫn có thể ăn được cá biển, vẫn ăn được tôm, vẫn ăn được hải sản, nếu nó không nhiễm những món đó thì em bé vẫn ăn bình thường. Nên cái việc kiêng khem là mình phải cẩn thận, tại vì nó dẫn tới tình trạng là thiếu dinh dưỡng cho bé. Nhưng mình nên đi khám để bác sĩ xem là có cần kiêng hay không, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có cần tránh gió không? À mày đây, thực ra một số người đó là phải kiêng gió, kiêng tắm, kiêng này kiêng kia, kiêng thì kiêng nổi vân nổi à. Xem nếu như em bé đi ra ngoài gió mà nó nổi mày đây nhiều hơn thì mình có thể né gió một tí. Nhưng nếu mà ở nhà cũng nổi, ra ngoài cũng nổi thì thôi, mình cứ cho bé thoải mái, là không có cần phải bắt em bé phải tù túng ở trong nhà như vậy. Yeah. Còn nếu mình không tắm thì nó lại có thể dẫn tới những vấn đề khác, ví dụ như nấm da, mụn nhọt. Cho nên là cái việc mà kiêng ăn, kiêng uống, kiêng tắm, kiêng gió, hiện tại bây giờ thì cái bằng chứng khoa học thấy là nó không có giá trị trong điều trị mày đây. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Trong cái lúc mà nổi bề đai như thế thì ba mẹ sẽ thường sẽ bổ sung rất là nhiều cái dinh dưỡng thực phẩm. Vậy thì bổ sung như thế nào là đúng cho trẻ bị bệnh lý nổi bề đai hả bác sĩ? Đối với nổi bề đai đó thì nó có một cái nhóm thực phẩm mà nó có thể làm cho tình trạng ngứa da tăng lên, đó là những thực phẩm chứa nhiều histamine. Tại histamine là cái chất gây ra ngứa và nổi bề đai, cho nên mình trong điều trị bề đai mình dùng thuốc kháng histamine là như vậy. Thì những thực phẩm nào có chứa nhiều histamine á thì mình có thể cho em bé ăn ít lại một tí. Và hầu như những thực phẩm đó nhưng mà cũng không có tốt cho sức khỏe. Ví dụ như nè, xúc xích nè, sông khói nè, thức ăn lên men, ví dụ như các loại mắm. Em bé nhỏ thích ăn mắm nhưng em bé lớn có thể ăn mắm kho, mắm chưng, mắm nêm, những cái loại mà dưa chua, kim chi, cải chua ngâm lên, thì những cái loại thực phẩm đó nó có chứa cái histamine. Hoặc là những cái hải sản mà không được tươi, đông đá, mình rã đông, mình nấu, hoặc là mình cứ hâm đi hâm lại đó, thì vô tình cái đạm ở trong cái hải sản đó nó tạo ra cái chất mà ăn vào nó sẽ tạo ra histamine và làm cho em bé ngứa nhiều hơn. Thì đó là những cái thực phẩm mà mình có thể giảm bớt trong quá trình em bé nổi mề đay để em bé đỡ ngứa hơn thôi. Vậy thì nhờ bác sĩ có thể tổng kết lại tất cả những cái vấn đề về bệnh mề đay. Như vậy thì đối với mề đay thì chúng ta cần nhớ những vấn đề gì? Thứ nhất là triệu chứng nào để gợi ý một tình trạng mề đay, đó là đột ngột em bé nổi những cái hồng ban, những cái sẩn mảng hồng ban đỏ trên da và rất là ngứa. Và quan trọng nhất là nó sẽ lặn đi trong vòng vài chục phút cho tới vài tiếng và không để lại dấu vết trên da. Còn nếu như thương tổn lặn đi mà để lại dấu vết trên da thì mình phải nghĩ tới một cái bệnh lý khác. Khi em bé nổi mề đay thì mình cần làm gì? Nếu em bé nổi mề đay mới có vài ngày thôi thì mình sẽ có thể sử dụng những cái loại thuốc kháng histamine mà mình có thể mua tại những cái nhà thuốc mà không cần kê toa. Nhưng lưu ý, nếu như em bé có thêm những cái triệu chứng khác, ví dụ như sốt, là khó thở, khò khè, đau bụng, buồn nôn, tím tái, vân vân, thì mình phải ngay lập tức đưa em bé đến bệnh viện. Cái thứ ba là em bé nổi mề đay thì chúng ta không có cần kiêng khem quá ngặt nghèo về cái chuyện dinh dưỡng, về cái chuyện ra nắng, ra gió và tắm rửa. Mình có thể giảm bớt tiêu thụ những loại thực phẩm có nhiều histamine, ví dụ như những loại thịt sông khói, những cái thức ăn chế biến sẵn đóng hộp, rồi những cái loại mắm hay là những cái loại dưa chua lên men. Rất cảm ơn bác sĩ Duy ngày hôm nay đã đến với chương trình, và chắc hẳn rằng tất cả những kiến thức mà bác sĩ Duy vừa chia sẻ thì tất cả mẹ của chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích, biết được nguyên nhân, biết được cách chăm sóc, cách phòng ngừa bệnh dị ứng mề đai. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các mẹ đang theo dõi chương trình. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV9, và xin được cảm ơn nhãn hàng Apritin thuộc tập đoàn Ergo đã đồng hành cùng với chương trình. Phúc Ngân và bác sĩ Duy xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại.